Trên đây mình có một cái đồng hồ thương hiệu rất là lạ với các bạn. Thương hiệu này là Berlin, là một cái thương hiệu mà theo mình nghĩ đây cũng là một trong những cái thương hiệu mà đã bán mình cho tư bản. Thương hiệu đến từ Đức nhưng mà hiện tại thì chắc là đang gia công ở Trung Cổ rồi. Đây là một cái thương hiệu có thể nói là một trong những cái thương hiệu mà chuyên làm những cái dòng đồng hồ homemade. Họ có những con giống y chang như Rolex, những con y chang như là Patek Philippe, và trên tay mình có một cặp giống như Richard Mille. Thì đây là hai phiên bản máy pin có mức giá là 3,8 triệu. Và khi mà cầm trên tay các bạn sẽ thấy được cái độ chất lượng của cái bộ vỏ sản phẩm là nó rất nặng. Và trọng lượng nặng thì nó đi cùng với một cái bộ máy nó phức tạp. Thì đây là một cái con đồng hồ có thể nói là máy pin ấy, nhưng mà nó phức tạp tới mức là nó có nhiều cái tính năng ở trên đồng hồ này, tới mức mà các bạn nhìn vào á, nó rất là nhiều cái chi tiết để các bạn có thể quan sát được thời gian. Nó có lịch trăng sao này, buổi sáng buổi tối này, mà có một cách hiển thị rất là lạ cho các bạn bởi một cái bánh răng. Khi bánh răng này xoay lên đó thì các bạn thấy được cái mặt trời, xoay xuống thì thấy cái mặt trăng. Rồi bấm giờ thể thao, bấm giờ xong nó quay lại, nhưng mà sẽ không nhìn bằng cái kim chính mà nhìn bằng cái kim ở góc 6 giờ. Và nó là một trong những cái con đồng hồ mà có kích thước rất phù hợp với cổ tay anh em chúng mình. Những người châu Á nhỏ bé, thấp nhỏ như chúng ta thì đeo như này là hợp lý. Chứ thực sự như những con Rolex Gatti khoảng 47mm thì rất to. Những con này nó khoảng 42-43mm thôi, chiều ngang ha. Và đeo trên tay thì phải nói là cảm giác nó sẽ ôm tay hơn rất nhiều. Nhưng mà mặc dù độ dày của nó sẽ cũng không thấp đâu ha. Kính sapphire, máy pin, sơn đen toàn bộ, bộ phun vỏ và bộ dây cũng khá là chắc chắn. Nè, bạn coi mình gịch nha. Mình là Thương Trần, anh em có ấn tượng như thế nào về nó? Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.